Thưa quý vị, tuần làm việc thứ hai của kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 đã hoàn thành. Và trong tuần vừa qua thì Quốc hội đã thảo luận nhiều vấn đề quan trọng trong chương trình nghị sự. Và trong bản tin thời sự tối nay, mời quý vị cùng truyền hình Quốc hội Việt Nam nhìn lại những điểm nhấn quan trọng tại tuần họp thứ hai qua phần trình bày của biên tập viên Trang Linh. Vâng, xin chào biên tập viên Hồng Sơn và chị Thu Hằng. Xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, bước vào tuần làm việc thứ hai với trọng tâm là công tác xây dựng luật, pháp lệnh, kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 tiếp tục nóng lên với những phát biểu và đóng góp đầy tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu Quốc hội tại hội trường và tại tổ. Và trong ngày làm việc đầu tiên của tuần thứ hai, Quốc hội đã thảo luận và cho ý kiến đối với dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi. Và một trong những vấn đề nổi lên trong suốt thời gian vừa qua đó là tình trạng chậm trốn đóng bảo hiểm xã hội ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động. Vì vậy, nhiều ý kiến cho rằng dự thảo luật cần quy định hình thức xử lý mạnh hơn đối với doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm xã hội. Chị Hiền trước đây là công nhân tại công ty cổ phần dệt may 19 tháng 5 Hà Nội, chi nhánh Hà Nam. Từ tháng 3 năm 2019 đến tháng 10 năm 2022, chị bị doanh nghiệp này nợ bảo hiểm xã hội. Suốt nhiều năm qua, chị và nhiều lao động khác dùng mọi biện pháp, thậm chí là khởi kiện doanh nghiệp, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết. Theo chị Hiền, luật bảo hiểm xã hội sửa đổi lần này cần quy định việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với doanh nghiệp nợ trốn đóng bảo hiểm xã hội. Về xử lý hình sự đối với những doanh nghiệp chây ý trốn đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động, và tôi rất là đồng tình với quan điểm đó, vì chính chúng tôi cũng đang là người bị doanh nghiệp nợ 4 năm bảo hiểm. Trong quá trình đó, chúng tôi đã đi viết đơn, khởi kiện đi khắp cơ quan, các ban ngành của tỉnh. Nhưng đến hiện tại, hơn một năm nay, cũng chưa có một cơ quan ban ngành nào đứng ra để giải quyết cái quyền lợi cho chúng tôi. Và trong quá trình mà bị chây ý nợ đóng bảo hiểm xã hội, thì quyền lợi của người lao động là người bị thiệt thòi đầu tiên. Theo các đại biểu, ngoài việc quy định rõ thế nào là trốn đóng, nợ động bảo hiểm xã hội, dự thảo luật cần đồng bộ với pháp luật hình sự, đảm bảo sự nhất quán, khớp nối giữa hai luật, đặc biệt là với điều 216 Bộ luật hình sự quy định về tội trốn đóng bảo hiểm xã hội. Hiện nay theo điều 216 Bộ luật hình sự thì một trong những dữ liệu hành vi khách quan cấu thành tội phạm này là gian dối hoặc bằng thủ đoạn khác để không đóng hoặc trốn đóng đầy đủ bảo hiểm xã hội. Như vậy sẽ rất khó khăn trong việc xử lý và xác định xử lý những người không cần gian dối, không cần sử dụng thủ đoạn mà công khai công nhiên không đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Số vụ được khởi tố còn ít, hầu như chưa có vụ việc nào được đưa ra xét xử. Theo thống kê của Đồng Nai thì cho thấy là cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh gửi đến cơ quan điều tra là 39 hồ sơ, nhưng mà chỉ có 3 hồ sơ được khởi tố theo điều 214, đó là tội gian lận bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp. Để khắc phục tình trạng này, dự thảo luật chỉnh lý theo hướng làm rõ và tách biệt các quy định về chậm đóng, trốn đóng và xử lý chậm đóng, trốn đóng là phù hợp và cần thiết. Nếu dự luật thông qua thì các cái điều kiện để đảm bảo thực hiện trong thực tiễn. Doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm xã hội là vấn đề nhức nhối trong nhiều năm qua. Thế nhưng đến nay, cả nước vẫn chưa đưa ra xử lý hình sự được vụ việc nào. Đến nay, cả nước có tới gần 200.000 người lao động bị doanh nghiệp chậm trốn đóng bảo hiểm xã hội, không được hưởng các chế độ an sinh xã hội thuộc về bảo hiểm xã hội.